Rồi, xin chào các bác, cô chú, anh chị. Rất là vui và phấn khởi vì hôm nay được chia sẻ với các bác, cô chú, anh chị. Em chính thức sở hữu được cái cây ổi cực kỳ khủng này trong vòng được khoảng 2 ngày. Vừa mới sở hữu được 2 ngày. Thì nó khủng ở cái chỗ là nó về kích thước của nó nhé. Cái thứ hai là về dáng thế và tuổi tác của nó. Đây các bác, nó nắng quá mà em hôm nay nó nắng về những cái hôm nắng kinh khủng nhất của miền Bắc, không ra nổi trên sân, rất hại cây các bác. Đấy, thì để quay được các bác chiêm ngưỡng tổng thể một vòng thì em sẽ nói kích thước của nó nhé các bác. Đầu tiên là mặt chính diện nó, mặt này em là mặt chính nhé. Này em là mặt chính. Mặt kia thì đây. Đây mà đằng sau lại đây thôi. Đằng sau gốc chiếu lên ngọn. Đây là phía mặt phụ đây. Ngọn đây, ngọn bồi ta các bác nhé, bồi ta và được ghép đá hơn 10 năm này rồi theo lời bác chủ cũ, và nhìn vào thì cũng thấy là như thế, một cây ổi rất to và được ghép vào đá. Em được chiêm ngưỡng của nó từ những cái lúc mà nó đá nó tiểu cảnh và nguyên, các cái tiểu cảnh với lại đá cây rất là hợp lý, nhưng mà sau một thời gian ấy thì cây nó hơi thiếu chất dinh dưỡng, thì bác chủ bác ấy cho thêm đất vào để khi nào cây khỏe thì phải dỡ đất ra để chơi đá với cây, với thả nước các bác. Đấy, thì về tổng thể từ dưới lên đi, thì cái hang này chiều dài của nó là 1m8, chiều rộng là 1m3, rộng là 1m3, đang lòng chậu nhé, lòng hang nhé. Đấy, giật lên đến tầng trên ấy là đá ghép tiểu cảnh rất đẹp luôn nhé, rất đẹp, rất hợp lý, và có những cái chùa với những cái ông tượng và ngồi đánh cờ ở đây, những ông câu cá rất hợp lý các bác nhé. Hơn khi nào em cây nó khỏe dỡ đất ra thì các bác xem, lúc đấy cũng không muộn các bác nhé. Đấy, tiếp theo lên đến phần cây các bác nhé. Phần cây thì nó là hai thân nhưng mà một gốc. Đấy, nó ăn vào đá thế này, nó có nhìn thấy cái rễ của nó bám vào đá, ổi mà bám vào đá được như thế này rất là lâu năm và rất là khủng nó mới sống được như thế này. Thời gian đầu các bác ấy chắc phải ổ rất là lâu đá với đất thì sau cây ổn định thì mới dỡ ra. và khi mà đắp đất vào thì những cái cây vú bò, họ là sung mọc lên rất là nhiều, cả cỏ rác lẫn rau hoa để cho mát gốc thôi, sau giữa rồi hết. Đấy, thì gốc của nó thì các bác nhìn cái bàn tay của em là thuộc diện là tay là tay to đấy các bác nhé. Đấy, thì các bác từ đây trở vào một khoảng độ gần 3 găng tay, gần 3 găng tay của em. Đấy, gốc nó là một khối ngồi trên đá. Ngày trước nó chỉ sống bằng đá với nước các bác, không có đất đâu, không có đất các bác. Em mới thấy sự thần kỳ của cái cây ổi quả. Đấy, thì đây có hai cái nhánh nó lên, nhánh tạm gọi là nhánh tử đi, để đối trọng về gốc, là đang kinh khủng, cầm rát hết cả điện thoại của nó, nóng bỏng điện thoại. Mới sáng sớm đấy các bác nhé, mới hôm nay thì tiếp cực kỳ khắc nghiệt. Cái cây tử này thì nó rất khỏe, nó rất khỏe và nó đang rất nhiều quả các bác nhé, rất nhiều quả quá, thì
rất nhiều, nhưng mà các bác có nhìn thấy những cái việc cắt kia, cắt bỏ đấy. Thì bác chủ cũ là bác ấy cũng mua lại của một bác khác thôi, nhưng bác chủ cũ này thì bác cũng có chung cái đam mê ổi cho các bác. Nhưng ngoài ổi bác ấy còn rất là nhiều cái khủng khác. Bác ấy có đang có sở hữu một cái ổi mà em nghĩ là có giá trị nhất Việt Nam này. Nó là song thân ấy, nhưng mà nó hoành ra, trải dài ra hơn 5 mét, 5 mét thang, làm tiểu cảnh đá rất đẹp. Gần như em chưa thấy một cây ổi đẹp như thế, từ hài hòa từ đá cây rất là tự nhiên. Đấy, quả hài hòa này. Thế thì cái cây này khi vận chuyển về thì phải thuê cẩu rất nhiều nhân lực, những kích nó gãy, nó bị gãy một cái tay rơi ở đây và trượt, xây trượt rất nhiều này. Và cho vào cái cổng vào anh em thì nó hơi thấp thì nó bị gãy một cái ngọn kia, nó bị gãy một cái ngọn đấy, nó chỗ trống trống quá đấy, nó cao quá thì em không với lên được đấy. Thì cẩu rất nặng và phải mấy cái kích như kích lên các anh, và nhân lực thì chưa nắng rất là vất vả, thì ông ấy cũng rất là thương hại các bác đấy, mà mình cũng chú sức vào mà đấy. Vì giá cả của nó thì tạm thời không nói đến các bác nhé, để các bác nhìn cây này thì biết là giá trị của nó không nhỏ, giá trị không nhỏ. Và ai cũng muốn sở hữu thôi. Thì trong 1-2 ngày tới thì em sẽ bỏ hết những cái vườn dài này, cây, những cây tạp như này, những ủ cái phân trâu mục lên đây để cho cây nó khỏe. Và em rút hết lá, thậm chí có thể không nuôi quả, bỏ những lứa quả. Để các bác nhìn sơ các bác biết, so với thân thế này, với cái tán của này là nó đang yếu và xác sơ. Để nó sống trên đá, nước lâu năm quá, cái đất này mới xúc lên đây được mấy hôm thôi. Chứ các bác nhìn thấy cái ông cụ này đang bị lấp đá, trong này tiểu cảnh rất nhiều. Những hộp đồng ông cụ đọc sách trong kia rất là hợp lý, hài hòa, sạch sẽ như xưa, không có tí đất nào, nước trong. Đấy, các bác. Thì chắc nó trong tuần này nếu mà có mưa thì rất là tốt, em sẽ làm luôn, rút răm rồi tỉa lá, cắt những cành thừa và ủ phân lên cho nó khỏe. Hy vọng là nó sẽ có mưa, nếu không có mưa thì chắc vẫn phải làm thôi, vì cây nó ổn định chỗ rồi thì làm được. Tuy nhiên nắng hại cây thì mình cắt đến đâu mình bôi keo đến sẹo đến đấy. Và ủ phân vì cuối tuần em cũng có việc, quay được cái cây này view hết thì rất là khó các bạn, rất là khó, rất là khó. Người đang chảy nước mồ hôi thôi. Này cái tay này nó mạnh quá, sau phải thu hãm bớt lại để phần ngọn này nó mạnh lên, mạnh cực mạnh lên. Cái thân kia chắc ngày xưa nó bị toạc, hơi tiếc thì sẹo nó hơi to. Thực ra là cái gó nếu có cái cành ở đấy thì cũng phải cắt đi thôi, nhưng mà nghĩ là nó bị toạc đây, cái gì cái này là cái gì bị toạc rồi, nhìn nó rất bị toạc rồi, thân như này lũ đi. Đây cái cành hôm qua bị gãy thế này, là một số cành nó đang lũ rượi đi theo, thì mà vận chuyển nó xác sơ đi thôi. Có cái cây tử này nó thấp xuống thì nó đỡ. Đấy, thì cây này ấy, giai đoạn ngắn thì sẽ chỉ có làm cho nó khỏe cây lên thôi, và form lại cây. Đấy, và cái thứ hai nữa đó là giai đoạn sau ấy, khi mà nó đẹp rồi ấy, thì sẽ thay một cái bể này, thay cái hàng này bằng cái hàng nghệ thuật, hàng bổ dục, và đổ cây này xuống một tí nữa, có nghĩa là làm cái cây nó đổ xuống một tí nữa. Đấy, và làm cái tay nó thật bay về phía trước, bay về phía trước. Đấy, nó sẽ rất nghệ thuật, và cái từ này sẽ phải thoả mướt nó lại. Đấy, thì đấy là một cái bước đi dài, nhưng mà như thế này là chơi là ok rồi. Đấy. Cũng là rất là qua video rất là cảm ơn các bác Tùng nhé, các bác nhượng lại cho cây này, nhượng lại cho cây này. Thì hy vọng có một buổi sẽ qua nhà bác ấy để quay những cây tuyệt vời, thì có những cây và có những cây tôi nghĩ là ở Việt Nam này
gần như không có. Về độ giá trị lẫn độ đẹp, đẹp cây muôn hình muôn vẻ rồi các bác, nhưng mà về giá trị của những cây của bác ấy ngưỡng mộ, mặc dù bác ấy cũng còn trẻ tuổi. Đấy. Thì có lại một điều là khoe được các bác cái cây này, video này cũng khoe các bác cái cây này, thích nó ở chỗ là nó bám đá lâu năm rồi, thứ hai là thân thấy nó nghệ thuật, gốc gác rất là nghệ thuật. Đấy, cái thứ ba là mình có ý tưởng tương lai cho nó sáng lắm. Các bác mà so với cái cây của này thì nó của em là trước nó gọi là to đấy, nhưng mà bây giờ thì nó tí hon so với con này, đang đứng cách xa khoảng 5 mét đó. Đó, đi được. Các bác nhìn sơ là rất là nắng, sau này quay sẽ cho bé đứng ở đây cho các bác so sánh. Đó, bây giờ cầm điện thoại bỏng tay các bác, xin phép về lúc nào làm cái này sẽ quay tiếp. À đây, tôi sẽ cho các bác cái cây xưa này. Mấy hôm không để ý nhìn lá nó lập non cái lứa thứ hai này, lứa đầu không nói nó xanh mướt, lứa thứ hai nó vàng, mình rất là thích luôn. Và tí màu xanh cho nó đỡ nắng ngắt nữa. Thôi xin cảm ơn các bác, em bị bỏng tay rồi. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác video sau nhé.